take about 10 minutes to taxi to the arrival terminal. We hope you enjoy your flight. Thank you and goodbye. Thank you.
Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 1:50 trưa, với nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Huỳnh Cao Nguyên và toàn thể phi hành đoàn Hồ Chí Minh City. It's now 1:50 PM. With the outside temperature 32 degrees Celsius. Please remain securely fastened until the aircraft completely stops and the fasten seatbelt sign is being turned off. Take care of your belongings and ensure the contents do not fall out when opening the overhead luggage. We hope you enjoy your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Huỳnh Cao Nguyên and all crew members would like to say goodbye to you and wish you to enjoy a warm, peaceful Lunar New Year. We look forward to seeing you again soon. Thank you. Currently waiting on the taxiway for a few minutes before our parking stand is available. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign is turned off. Thank you.